Xin chào mọi người, chào mừng đến kênh của mình. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho bạn một cái túi đến từ thương hiệu của nhà Saint Laurent, gọi là YSL mọi người ha, cho nó dễ. Và mình cũng có một cái shopping bag của cửa hàng YSL. Cái em này thì mình mua thì nhiều khi nó cho mình cái shopping bag, nhưng mà mình cũng sẽ off bill, có lúc thì có off, có lúc thì có bill, có lúc thì nó có cái shopping bag thì mình cũng không có rõ nữa. Và nó sẽ có cho thêm mình một cái dust bag ở ngoài mọi người ha. Ở bên trong mình sẽ có một cái túi, và cái túi này nó là một cái chất liệu bằng da rock các mọi người. Các bạn nhìn nó rất là đẹp mọi người, nó không có giống là như là những cái phiên bản mà da trơn màu đen màu trắng mọi người ha, nó rất bình thường. Đối với mình thì mình thấy cái em này nó ok hơn. Bên trong thì cũng sẽ có giấy gói này nọ để nó giữ cái form mọi người ha, và nó cũng có một cái cuốn sách hướng dẫn gì đó của thằng YSL. Các bạn mở bên trong này nó cũng không có gì mọi người ha, cái này cũng không quan trọng. Và cái dây mọi người, các bạn có thể móc đeo kiểu như là kẹp nách á mọi người, rất là đẹp. Còn có size mini với mọi người, cái đó là như là các bạn không có thể nào mà đeo kẹp nách được nha, cái đó các bạn chỉ có cầm thôi. Thành ra là các bạn mua salmon đó, thì các bạn được kẹp nách luôn, và nó cũng có phần tăng đơ mọi người. Cái khóa của nó là cái khóa giả cổ mọi người, các bạn nhìn nè, nó sẽ nhìn sẽ hơi cũ một xíu, nhưng mà thật ra là nó là túi mới nha mọi người, nhưng mà nhìn nó là giả cổ là các bạn nhìn nó sẽ hơi cũ một xíu. Và cái vân da rock mọi người nhìn nó rất là đẹp, nó giống như là da cá sấu luôn mọi người ha. Bên hông thì nó làm cái vân kiểu như là nhẹ hơn, và những cái phần mà to mọi người nó sẽ làm những cái vân bự hơn đó. Còn những cái phần mà trên những cái viền mép á, nó sẽ làm một cái vân kiểu như là nhỏ hơn, nhìn rất là hài hòa và rất là đẹp mọi người. Cái móc của nó mở cái khóa nó cũng sẽ làm khóa giả cổ luôn mọi người ha. Thật ra các bạn có thể tăng đơ mang theo, kiểu như là các bạn mà nhỏ con là các bạn có thể siết cao hơn một xíu, còn không mà các bạn siết dài ra để các bạn đeo nó đẹp hơn. Thì theo mình thấy thì cái em này là cái size này mình thấy là nó ok nhất. Các bạn đừng có mua cái size mini, size mini thì mình cũng có nhưng mà nó sẽ nhỏ mọi người, nó không có được nhiều đồ đâu, nó chỉ là để trang trí thôi. Ở bên trong thì cũng sẽ có một cái tag bằng da của thằng YSL, và nó có một cái ngăn nhỏ mọi người, ngăn nhỏ là các bạn để đồ rất là ok, và các bạn bỏ thêm những cái giấy tờ nó dễ rơi rớt. Ở bên trong ngăn nhỏ nó sẽ có một cái miếng da, và đó là mã code của nó mọi người ha. Và điện thoại thì mình bỏ vào nó sẽ là dư sức luôn. Còn cái thằng mini mọi người các bạn bỏ vào thì kiểu như là nó sẽ vừa luôn cái túi, thành ra các bạn không để thêm đồ gì nữa. Thì cái túi này hiện tại mình cũng đang có sẵn, nếu mà các bạn thích thì mình sẽ báo giá cho các bạn. Nếu mọi người thích cái video này, mọi người thích cái túi này, mọi người cho mình một like, nhớ subscribe kênh YouTube của mình, bấm thông báo cái bên để nhận những video của mình, nhớ cho mình một thêm bên TikTok ra cho mọi người.